Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Ngoại trưởng John Kerry đã gặp gỡ người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara để thảo luận về việc tạo lập một liên minh chiến đấu chống lại những kẻ cực đoan nhà nước Hồi giáo. Trong cuộc hội đàm với ông Kerry hôm thứ Năm tại Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối ủng hộ kế hoạch toàn diện do Mỹ dẫn đầu đánh bại những chiến binh nhà nước Hồi giáo. 10 quốc gia Ả Rập đã tham gia liên minh. Hai nhà máy bốc cháy ở miền nam bang Connecticut sau khi một đám cháy bùng lên tại một xưởng tái chế hương liệu. Nhà chức trách đã sơ tán nhà cửa trong khu vực này và một số nhân viên cứu hỏa được điều trị y tế do kiệt sức vì nóng sau khi chiến đấu với đám cháy. Loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng được khám phá ra mắt công chúng tại Bảo tàng Địa lý Quốc gia ở thủ đô Washington. Các nhà khoa học nói Spinosaurus dài 15 mét, phần lớn thời gian sống dưới nước. Loài khủng long ăn thịt nặng 20 tấn này sống cách đây gần 100 triệu năm. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.